ta trực tiếp. Tèo 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 tèo. Trời ơi, gì ta? Biết chơi gì luôn. Tại sao anh phải live stream cho đủ giờ? Cho đủ thôi, gì đó. Đủ cái gì? Ồ, mình có 4 người xem. Dài đường như ngâm. À, lại giờ tiếng thế. Hello, mình là trai anime nha. Hello Mama Seo Tuấn. Vẫn có người xem. Em bị ép. Ép chơi phá thủ rồi. Ok. Em muốn chơi, đang muốn chơi Ngọc Lam cơ. Đổi lại đi. Ồ, ngon ngon ngon. Ây da. Mình sẽ chơi Kim Long. Let's throw down. Hello Đình Hải, hello Thế Dương nha. Trời ơi, 12 giờ đêm live stream vẫn có người xem nữa. Nói chung buổi huyền live stream được bao nhiêu người xem? Không biết. Em đâu có cầm máy. Không người xem. Em có cầm máy đâu. Mình like cho vui mà Đình Hải ơi. Ai cầm máy? Nắm cầm máy à? Ờ. Hello Khổng Gia Lâm. Em là trụ trì đây. Ở trong chùa. Ây chà. Em muốn chơi Ngọc Long đi. Chơi thử Ngọc Long đi. Nhưng mà nó ra nhiều ấy quá. Pháo thủ quá. Em xin vài bài. Bài bài lên Melody ơi. Đúng rồi, Khổng Gia Lâm ơi, anh Cường Phương Long đây. Sao Bùi Hiền sao? Ừ. Xong bàn mấy con này đi tích tiền hay là chơi ấy. Em đang phân vân. Phân vân. Ừ. Để xem nó ra con gì cuối cùng. Nên... Trời ơi. Tôi hình nên nhớ là mỗi khi mà có mình chọn nhỉ? Mình giúp lực quyết định thì nó sẽ trở thành cái không tốt đâu. Nhớ chưa? Chưa. Hello Thế Tài. Trẻ con gà. Hello Kalele nha. Kalele đăng bài toàn là bài tập nham không? Cứ bắt anh Cường duyệt. Tất cả tái tê tái nữa. Giờ. Ừ. Kiểu ấy. Ta lê lê đăng bài nó hay đó, nó hay vào nha. Sao kiếp với anh
Chưa vang. Ừ. Em lấy làm gì đâu? Mình sẽ lấy trận này chơi 10 kim lăng luôn. Hâm mộ anh từ bé. Cảm ơn Khổng Gia Gia Lâm nha em. Anh tưởng em phải, phải từ trong bụng mẹ rồi chứ. Bùi Yên chơi gì? Chơi Ngọc Long. Ngọc Long mà lấy, chơi Anivia. Chơi ấy. Siêu Du. Không. Ấy cái gì nhỉ? Cái gì? Kama. À, cung áo choàng 8 vàng lấy cái gì? Ờ, 8 vàng. 8 vàng. Rồi rồi. Kiếm của tay bạc luôn. Đúng rồi. Trai Elime ơi. Không có ai chơi pháo thủ luôn, không có ai chơi Ngọc Lâm nữa. Xem là ai đây. Cuồng Long. Khi nào mà Bùi Huyền có con rồng ai đát thì bắt cho anh nhá, người trò. Ok. Dữ liệu phân cứng à? Dữ liệu phân cứng phải chăm tương tác mới có được. Thì anh đâu phát dữ liệu được đâu. Bắn đi. Chả có đồng nào này. Nguyên vẫn thua. Thua. Toàn thế. Thôi không chơi Ngọc Lâm đâu. Lại xoay sang vậy. Em có xoáy đầu giữ lại mà. Spam thôi. 9 thượng long ấp trứng à. Bùi Huyền lấy gì đây? Gậy, găng hay là 8 vàng? Anh đọc lại. Gậy, găng hay 8 vàng? Gậy là gì? Gậy quá khổ. Gậy... găng... vàng đi. Vàng à? Ừ. Gậy Volibear này. Sen này cũng tương đối ngon. 9 thượng long ấp trứng. Cái trận mà anh chơi thượng long thì nó không ra ấp trứng. Mà cái trận ra ấp trứng thì lại không chơi thượng long. Khó quá em ơi. Hoài. Bùi Huyền yếu này. Thế mà bảo gánh gánh anh cường. Baby Kachima. Thế bảo gánh anh cường rồi thế nào? Bảo bao giờ. Sao nhiều tiền đấy. Anh 80 tiền rồi mà. Ở đó? Ừ. Hello Trần Viết Luyết. Rui 3 sao, ok, ca lê lê luôn. Rui 3, Rui 3. Cả nước mắt không à? Wonders never see, and neither do I. 59. Thằng Achap đâu ấy nhở? Anh không có à? Không thấy Achap. Anh ra được mấy con rồi? Saddle up, y'all. We got a showdown on our hands. Em vứt cho anh nhé. Thôi đừng. À đi. Để gửi cái quan trọng đi, đừng có mà tận dụng gửi cái đều cho người ta. K
Khải Lê à? Khải Lê mà anh cứ đọc là Ca Lê Lê không? Ok Khải Lê nha. Đặt tên thì Ca Lê Lê. Lê Lê. Hãy cho tôi một thì vàng. Ui, xoay vài tự động. Chị ngồi ở đây bây giờ không xoay được chuẩn luôn rồi. Tiếc quá. Ui, thằng ấy đâu? À, chắc đâu trời. Và ai không ra chóc kìa. Anh thử nói ngon luôn. Ui, quá chóc rồi. Thứ hai hơi phế chút. Bán con này đi. Vẫn chơi được. Ra xoay bài chán không đúng lúc chút nào cả. Giờ chim chạy quá anh ơi. Anh mới đi chạy Grab về. Hello Hà Trang nha, mới đi chạy Grab về cho nên mới livestream thôi. Mikajima. Này vào đây. Volibear. Thay, sợ này mong nó sẽ ra được 2 tiền. Bắt cái thằng này đi, mình bắt đấy của tôi. Top 1 chủng hải 100k nhé anh Cường. Ok Thế Tài ơi. Nhận hàng. Nguyên nghe thấy chưa? Ok. Anh Dương mà bảo gì thì gửi gấp qua đây. Ý đi sang ngủ. Học quá anh ơi. Bình tĩnh Khổng Gia Lâm ơi. Tin anh Cường. Con to lo thì khá ngon ấy. Mà không lấy được. Lấy cùng đào đã. Anh lấy cái gì? Anh lấy cùng đao rồi. Ok. Sao anh kia mà? Mấy tiền khổng lồ à? Em đang định lấy cân này. Nico. Không lấy. Anh tưởng anh lấy cùng đao. Anh lấy rồi, anh lấy đầu tiên mà. Ờ nhờ. À, 24 tiền để có thể lên cấp. Với cái đội hình tự học của mình thì lên cấp nó cũng không thực sự mạnh hơn đâu. Hello Duy Nguyễn nha. Trời ơi, thiết long thế. Anh bắt đầu phế rồi đấy. Anh phế. Ờ. Ok ok.
Được đấy, dám chơi anh Huế. Me and you who... Đợi đến lúc mà anh có được ấy đi. Đi lại iDAT đúng không? Ờ, có iDAT chưa? Rồi. Đã có gửi đâu? Ừ, thì em nữ. Ok, ok. 81, 24 tiền. Cấp luôn. Ngày cho châu đi. Hello Lê Hùng. Từ YouTube qua đây mới biết là anh like Facebook à? Grab lương tàn số à? Anh em chỉ có lương... Phải Lê ơi. Chơi game vì đam mê nên quan trọng vì lương. Ui, bạn nào vừa donate sao này? Kale vừa donate 75 sao. Vãi nồi. Phải Lê ăn trộm tiền của mẹ donate nha. Rồi ôi, cảm ơn Khải Lê nhiều nha em. Cốc kỳ này. Chơi này phải chơi cho Khải Lê thấy mặt con Zoe 3 sao thôi. Ôi, cảm ơn Khổng Gia Lâm donate 15 sao tiếp nha. Trời ơi, anh em donate nhiều thế. Nguyên có mấy con rồi? Em có một con thôi. Mình cho em một con rồng này. Lấy xem là cái gì. Từ từ đã. Ui, anh có ai đát rồi. Từ từ đã. Ôi, cảm ơn Đình Hải donate tiếp nha. Rồi ôi. Cái gì đây? Kiếm của tay bạc. Anh cứ lấy không? Từ từ, cứ giữ lại đi, em cứ giữ lại đi. Cho vào dép tạm. Em hết chỗ rồi này. Đi sang nhìn nhà em này. Để em còn nhặt rồng chứ. Nhặt rồng á? Bán tải tam ken đi. Yo, yo. Ơ, sợi có đồ nhỉ? Oh, cảm ơn Alexander Ember nha. Anh em tặng sao đi, sao free à? Sao free tưởng anh em nạp thẻ. Cay thì chứ. Túi sẻng luôn. Ui, quà nhập tiệc hay lò rèn nhờ. Quà nhập tiệc. Hết chỗ rồi. Ui, mình có con gì không? Con gì? Cảm ơn Mạnh Hoàng đã đấy nha. Kim Long này. Cảm ơn Mạnh Hoàng đã donate sao nha. Ta sẽ cùng xem là lắp cái này cho con nào nó hợp lý. Này đi. Anh tìm cho tôi. Sướng nhá, được 3 kiểu sướng nhá. Em thắng mà. Gần thắng rồi đấy. Thắng. Anh có phải ai đó không? Ai đó chưa cần lắm. Chưa cần nhá. Không, không có cốc kỳ đây. Ai đó. Sao Huyền lấy nhiều nước mắt thế? Em nó ra chứ. Nãy là cái này em bắt lầu rồi. Cảm ơn Đình Hải nhiều nha.
Thời gian có hạn. Chưa đồ bị bắt rồi. Nghe. Này phải lắp cho cây nơi anh em. Nghe này bắt mất. Nà, nà, nà. Trời đất ơi, cái này ghê quá nhở. Mình phun 3 sao rồi. Ai? Con có 1 á. Lắp đồ hơi sai rồi. Đợi chút lắp lại nhé. Để cho mình lắp lại cái. Sao mình còn 40 máu thôi? Gasua bát. Lấy bát cũng được, Gasua cũng được. Bát đi. Bát của tôi. Ôi mất cả hai luôn rồi. Bùi Hiền có cocky rồi à? Quá rồi. Ghê đấy. Vương miệng choi đát à? Nó dễ bị sốc đam lắm ấy ơi. Dễ bị sốc đam lắm. Coi nào. Xây ra hay cocky bây giờ nhỉ? Quyên gửi cho anh một con ấy đi. Ai đắt đi. Ai đắt nhanh. Anh có nuôi nữa không? Em giữ. Chết rồi, bắt luôn chứ. Ô bọc bọc giáp bị. Ừ may quá. Chắc không cần đâu. Mình bán đi. Ok. Giờ lên được cocky 2 là ngon này. Anh chưa cocky à? Anh có xây ra anh bán. Thay đổi. Nhìn có xây ra không? Không để ý. Qua nhập tiệc. Có con heo chưa? Chưa. Cái cuối cùng mà. Ý là lõi cuối cùng. Cocky 2 là xây ra 2 bây giờ. Anh để xây ra. Anh có cả 2 ở đây. Đấy, xây ra đi. Bắt cocky cho Bùi Hiền. Okay. Ui. 3, 4. Sát thủ mạnh cực. Sát thủ mạnh. Đánh hết. Không có suy nghĩ. Ấy hết rồi em luôn. Vô miệng quyền chuyện cho cocky. Round này chắc lấy luôn được. Mình lấy đồ nào cũng được hết. Đi đi phần kia. Mình sẽ lắp một cái máy chiếu nè. Cái này lắp máy chiếu đi. Ghét mấy ông kia quá. Quyền chuyện giải kim cho Volibear. Giờ phải đôi nâng cấp đội hình. Yên tâm, trận này mình sẽ chơi level 10 luôn. Bùi Hiền có lấy cocky luôn không? Anh gửi cho. Hay là để cocky 2? Có. Đợi cocky 2 cái gì? Anh gửi luôn được. Ok. Bạn này
Bên này, ok. Ui, không chuyển kịp bên này kìa. Tiếc quá anh em. Hả? Tao muốn làm lại căn cước. Cắm thế. Người ta photoshop và tao. Muốn làm lại thẻ sinh viên. Sinh viên ta bình thường căn cước. Người ta làm cho béo quá. Sinh viên à? Có thể căn cước Ê, có chưa dâu y không? Có. Bắt mấy anh dâu y. Ok. Chưa thấy có 5 tiền nào nữa nhở? À, swim à? Swim thay vào con này. Cũng có thêm cùng long thôi, không có gì nhiều. Đợi đi. Bắt con này sớm hơi sai chút. Ui, nhện 3 rồi như thế. Nhện 3 rồi á? Ồ, con này nó cặp. Ui. Thắng không? Không, chưa. Yêu rồi. Anh có thắng được không? Thắng được chứ. Anh bị thất bại rồi, thề. Anh quát em cái gì? Ai kêu Huyền không chịu tin? Anh quát em ấy. Theo Huyền, anh nói không chịu tin. Ta nói thì tin luôn đi. Không có chịu tin. Ờ, Yasuo. Được đấy. Tê 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 t
Ui rồi ôi, tôi không lắp cho con đấy nữa, tôi lắp cho cây. Chết rồi, cây bắt luôn. Nè, xếp sai phát là bị bắt, đấm sấp mặt luôn anh em ạ. Anh em nhà mình đâu? Anh em nhà mình bị thua rồi. Cóc kỳ, Zoe. Bùi Hiền lấy gì? Cóc kỳ. Nghe mất Zoe rồi. Mình sẽ lấy Shizuka vậy. Cho vào hồi máu chút. Đen quá. Shizuka 2. Và con này đi. Đang dư một con này nữa. Gặp bạn này cũng hơi mệt một chút. Bạn này thì cũng tương đối. Này lắp cho này được. Bây giờ anh phải hồi máu cho Bùi Huyền đây này. Một phát hồi mấy máu? Hai máu à? Được. Ui rồi ôi, cứu bồ kịp thời. Ừ,
bát. Zoe. Bùi Huyền gửi cho anh con Zoe đi. Mười kim lang luôn. Nhưng mà không có tích sự gì cả. Quỳ bảo anh ăn lại như vậy không? Không. Mình diễn cân hết sao? Khó chịu thế nhở? Hai triệu đam mà vẫn thua. Khá là cay cú. Anh gửi cho Bùi Huyền cốc kỳ 2 này. Cốc kỳ 3 chưa? Hả? Làm sao? Bùi Huyền làm sao? À, không quát anh. Quát gì? Ai bảo anh nói Bùi Huyền không tin? Tin đi. Ai kêu không tin. Không biết lên được con gì đây ta. Bạn này sát thủ. Ok, chuyển sang bên kia đi. Chết rồi, bắt con ấy rồi. Thủ á? Sát thủ mấy. Sát thủ á? Zoe, say ra. Vuốt bẫy kim băng xô riêng anh lấy cái gì? Vuốt bẫy đi. Ờ, 6 rồi. 22, ok. Bỏ đi 3 cùng 5 cũng được. Anh có đồ lẻ không? Có một đồ lẻ. Ừ. Hả? Anh đang muốn dùng Pandora để đổi ấy. Ra ấn ấy. Ô, anh thắng rồi. Nghe mày bắt một loài. Xem thắng free. Thắng free chắc là đầu hàng. Ui, đánh nhau vậy. Đông vậy. Đã xu của mình đâu rồi? À, vẫn đang chém. Không biết lên nổi Zoe 3 hay không? Bùi Huyền có con Zoe nào không? À, lễ hội này lấy không? Có, xem.
Fighting is my first language. Sợ sát thủ thế nhỉ? Không ra luôn à? Một con cuối. Chắc là vậy là. Em cứ sắp phủ suốt luôn. Ba, bốn. Có Zoe không? Ơi, có Zoe này, Bùi Hiền có gửi không? Em có. Đánh, à, không, đánh lấy cho, đánh lấy cho. Lấy cái gì bây giờ, em lấy cái gì cũng được. Không kiếm đi. Em kiếm rồi. Anh phải roll ấy đã. Gì? Không, mấy bạn comment. Mà là phải tích tiền. Tìm cái con ấy đã. Sau này mình sẽ gặp sát thủ. Sát thủ thì cứ đưa lên đầu thôi. Rồi ôi. Này cho Bùi Hiền một đồ lẻ này. Ok. Chả lại làm gì nữa. Lắp cái gì đi. Viễn Long. Ừ, lắp Viễn Long đi. Ui, mẹ ơi. Sợ mãi. Giận mình đấy chứ. Rồi 3 sao. Ra xua 2 sao thôi. Ây, biết có ăn được thằng này không? Thì sợ sát thủ lắm. Sợ thì anh đánh thằng này một phát chết luôn rồi. Anh lấy một cái gì thương sát thủ. Anh đánh thằng này là thắng luôn mà, lo gì. Chấp 10 con nhẹ. Tại vì em không đổi chỗ ấy. Mà kể cả em có đổi chỗ thì em không ăn được. Chấp. Ui, 2000 giáp, 2000 trắng tép. Ui. 2000 giáp, 2000 trắng tép. Ai trưởng thật. Bạn đang xem đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Anh ghi số tài khoản xuống dưới đi anh. Ok ok, đợi anh một chút nha. Bùi Hiền gửi hộ anh số tài khoản xuống dưới cái. Ok.